Năm nay mình 24 tuổi và mình bị đau lưng. Cái tầm mà trái gió trở trời xong rồi cứ sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt như thế này ấy, thì ngủ dậy các thứ hay là kiểu mình ngồi không một chỗ thôi, mình cũng cảm thấy kiểu đau lưng mỏi người các thứ, kiểu do thời tiết này, do mình ngồi quá lâu này, do không tập thể dục, do mình béo. Vì vậy đây là cái việc mà mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình, nó là một cái điều nó thiết yếu. Vì thế hôm nay mình có một cái sản phẩm và mình nghĩ là kể cả bản thân mình hay là những ai có nhu cầu cần quan tâm đến sức khỏe, đời sống, xương khớp các thứ, thì đây là súng massage mini Kingtech A1 dùng để massage toàn thân. Liệu chiếc máy massage mini này nó có cái công dụng, hiệu năng như thế nào thì hãy cùng cả mình đi tìm hiểu trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Thực ra cái vấn đề về sức khỏe với cả đời sống ấy, thì đối với bản thân mình cảm nhận ấy, thì nó đã quan trọng trong độ của tầm khoảng vài năm gần đây. Mọi người dần dần để ý đến cái việc là làm thế nào để cải thiện sức khỏe, cải thiện đời sống hơn. Thế nên là những cái sản phẩm như là máy massage toàn thân hay là máy massage chân đầu cổ vai gáy các thứ các kiểu, nó là một cái sản phẩm gần như cũng rất là thiết yếu và cũng rất nhiều người để tâm đến. Và tập trung vào những cái phân khúc đầu ngành đấy thì chúng ta sẽ có Kingtech. Kingtech là một thương hiệu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Và chính vì thế nên Kingtech sẽ tập trung vào những cái sản phẩm massage đầu cổ vai gáy toàn thân, nói chung là thậm chí là các bạn có thể massage mắt, massage đầu. Và cái cảm nhận của mình với các sản phẩm của Kingtech thì nó gần như là nó khá là đầy đủ. Giống như là mình đang cầm trên tay đây thì đây là chiếc máy massage của chúng ta. Khi các bạn mua Kingtech A1 thì chúng ta sẽ được một cái hộp. Đại khái nó là bọc vải nhưng mà hộp này nó khá là cứng nên là gần như nó có thể chịu phá đập các thứ các kiểu. Khi mà mình mở bên trong ra thì gần như nó rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ có một ngăn là các cái loại đầu để chúng ta có thể massage, còn một bên là máy. Đây sẽ làm chiếc máy của chúng ta. Theo như cái kích cỡ ấy, thì là nếu mà mình gồm cái kích cỡ thì nó cũng chỉ bằng bàn tay của mình nếu mà không lắp đầu. Thì nói về máy massage ấy, thì trước đây bọn mình cũng có một sản phẩm bọn mình đã từng làm, thì đây là một cái sản phẩm massage cầm tay khác. Thì mình sẽ so sánh kích thước của con Kingtech này với chiếc máy massage này. Thì như các bạn có thể thấy thì cái Kingtech nó sẽ nhỏ hơn, nó gọn gàng hơn và cái trọng lượng của nó rất là nhẹ. Như mình nếu mà mình cầm con máy massage Braille này thì mình cảm giác nó hơi nặng một chút. Xong rồi nhiều lúc mà mình cần mình massage, mình di vào cổ vai gáy, mình sẽ phải đè nó xuống một chút thì nó mới có lực. Nhưng riêng con Kingtech A1 này thì không. Kingtech A1 sẽ được hoàn thiện bằng một cái bề mặt cao su silicone, đại khái nó là silicone. Và bề mặt này nó bám khá là bám tay, nó khá là chắc, mình cảm giác cầm nó rất là chắc chắn. Và với mình thì cái kiểu cầm chữ T này thì nó sẽ giúp cho mình cầm được cái máy này nó rất là nhiều kiểu. Ví dụ các bạn có thể cầm như một cái súng này, các bạn có thể cầm nó như thế này, cầm cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn. Các bạn sẽ không phải dùng nhiều lực nữa, bởi vì có một cái điểm đặc biệt với cái máy massage Kingtech A1 này. Mặc dù nó nhỏ, trông cảm giác là nó hơi yếu thôi, nhưng mà cái lực tác động của nó sẽ rơi tầm khoảng 16 cân. Cái tốc độ vòng quay motor của máy massage Kingtech nó sẽ rơi tầm khoảng 3.000 vòng một phút. Giống như là chiếc máy Braille này, ngày xưa mình dùng nếu mà mình có cần phải massage như kiểu là mình massage bắp thì mình sẽ phải dí khá là nhiều. Nhưng mà khi mà mình sử dụng thử con massage Kingtech A1 này ấy, thì là mình không cần phải tác động lực quá nhiều, bởi vì chính cái máy này thôi nó cũng đã tự tác động lực rồi. Về đầu massage của máy Kingtech A1 ấy, thì theo mình cảm nhận thì nó khá là nhiều đầu, có thể massage nhiều vùng trên cơ thể của các bạn, nó rất là đa dạng. Nó thực sự khá là hiệu quả những cái lúc mà kiểu thí dụ như buổi sáng các bạn ngủ dậy mà kiểu đêm đấy mà các bạn nằm ngủ sai tư thế ấy, xong rồi hoặc là có một số những cái hôm mà thời tiết nó trở trời thì khi mà buổi sáng các bạn ngủ dậy nó cũng rất là uể oải, nó hay bị kiểu đau mỏi cơ các thứ, đau mỏi người. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng những lúc mà chúng ta giãn cơ sau những cái buổi tập này, hoặc là ngay cả bản thân mình đi, thì mình làm việc trong môi trường văn phòng, tất nhiên là cái thời gian mà mình ngồi ở trên ghế nó rất là dài, vì thế nên là nhiều đau lưng nó đến rất là sớm ấy, thì chiếc máy này nó cũng phát huy tác dụng. Chỉ có một cái điểm trừ đấy là mình cảm thấy là khi mà mình kiểu mình rung ấy, đúng như là kiểu lúc đầu video mình có nói thì nó mạnh thật, nhưng mà nó không còn kiểu giữ lực ở trên cái đầu massage nữa mà nó còn rung lên cả cái máy này, cho nên là cái cảm giác cầm lúc đấy nó không được chắc tay lắm. Nói chung là về đến vấn đề sức khỏe thì tất nhiên thì đây là một cái máy mình cảm thấy nó khá là hữu dụng. Vì vậy nên là các bạn cũng có thể dùng để gọi là tặng quà cho người thân trong những cái dịp gọi là đặc biệt, những cái dịp ý nghĩa này. Vì theo quan điểm của mình thì sức khỏe nó là một cái vấn đề nó rất là quan trọng. Kể cả người trẻ cho đến người già thì ai cũng sẽ cần quan tâm đến cái vấn đề đó. Cái việc mà sử dụng Kingtech A1 là một món quà ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ tăng cái phần ý nghĩa hơn cho cái món quà đấy, cho những cái dịp lễ đấy. Và ngoài ra thì khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm đến từ Kingtech
thì cũng sẽ được thừa hưởng những cái chính sách ưu đãi hậu mãi hơn. Giá thành chi phí thì rất là rẻ. Các bạn có thể mua trên Shopee này, hoặc là các bạn mua trên Lazada, Tiki vân vân, và đặc biệt là các bạn có thể mua ở trên web. Và các bạn vẫn được hưởng bảo hành tận 12 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày. Và đặc biệt hơn là các bạn có thể thử trải nghiệm sử dụng trong vòng 7 ngày. Và nếu như trong vòng 7 ngày đấy mà các bạn cảm thấy kiểu không vừa ý mình thì các bạn có thể hoàn hàng miễn phí. Nhân viên của hãng có thể đến tận nơi kiểm tra hàng, xong rồi đóng hàng rồi cầm về. Hoặc là thậm chí là khi mà các bạn cần bảo hành, các nhân viên của hãng cũng sẽ đến tận nơi, tận nhà các bạn để kiểm tra, xong rồi là đổi cho các bạn hàng mới. Các bạn gần như không cần phải đem đi đâu cả, nhân viên của hãng sẽ tự làm việc đó. Và đó là tất cả những gì liên quan đến kinh tế A1. Và nếu như các bạn có quan tâm đến máy massage mini cầm tay này thì mình sẽ để link mua hàng ở dưới phần mô tả. Và video này đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.